Con dâu, vô toilet nhận cạc điện thoại và coi mẹ trang trí đơn giản mà sang trọng nha. Cái thằng này thiệt. Con dâu, con kêu con chồng con á, nó sửa cái chòi rò rỉ nè, mà nó cũng quên á, sao không ngủ con. Giờ mẹ chỉ cho con một cách siêu nhanh. Bằng cái cọng dây này quấn vô ngay cái đầu vòi nước, rồi con cuộn lại. Rồi con sắn cho nó ngay cái này đi. Rồi nước nó sẽ chảy theo cái cọng dây này nè, nó sẽ hết kêu. Giờ mình ngủ thẳng giấc kể con dâu, cho da nó đẹp, mãi đẹp, mãi đẹp. Con dâu, sao quý vậy, bằng chảy đánh răng như vậy mà đi dục rồi. Hơ nóng gấp ngược vào trong chà. Hơ nóng gấp ngược ra ngoài chà. Cuộn hai bàn chải lại, nhét giấy vô chà. Dâu, sao cái chờ chồng khoa cái kệ chi để đồ đùm lum xùm như vậy. Khỏi chờ, để mẹ ra tay. Miếng băng keo dài con tháo ra, con dán vô gạch men. Nó có cái chấu ngược nè, con gắn nó vô. Mấy cái treo lùm xùm này nè, con rõ lên đây. Dán băng keo nhỏ vô góc tường. Ráp kệ góc tam giác vô. Mấy cái kệ này sơn tĩnh điện mà thích gì đâu á. Ráp tầng số 2. Chỗ này á, con để đồ vệ sinh toilet. Khi mà dán xong á, con nhớ để từ 12 tiếng 24 tiếng keo nó mới chắc. Lúc đó hả, mẹ chắc đầy luôn. Đó, đó, con ghi nhớ chồng. Phụ nữ mình thông minh mà. Tanh tanh quá ta, su ghê á. Lần nào dùng tắm nước là mẹ bị chảy máu răng à. Sao mẹ định con tắm vậy? Mẹ thấy con dùng tắm nước gì lạ lạ. Rồi, mẹ tính lấy nó dùng, rồi review chấm nút chứ gì. Giỏi, cho mẹ mượn từng test nha. Mẹ thấy với cái vòi chữ U này làm sạch hai mặt trong và ngoài cùng một lúc, nên thời gian chỉ khoảng 20 giây là xong. Độc lạ, mẹ cho hai nút nha. Con đừng có nghĩ xỉa tăm đánh răng là sạch nha. Giờ á, mẹ sẽ dùng thêm tăm nước tát cho con xem. Đó, lực nước mạnh và nhỏ nên nó sẽ xuyên qua được các kẽ răng. Dù đánh răng nhưng thức ăn vẫn còn nè. Mạnh mẽ, mẹ cho thêm hai nút. À, quan trọng với cái vòi hai chiều của Plossy cố định đường chữ U nên nước chỉ xịt đúng vào răng, không gây tổn hại nấu. Quá xứng đáng được ba nút luôn. Nhớ nghe, đừng có dùng tăm tre vì sẽ mòn men răng, nên nó con chuyển qua tăm nước cho mẹ mới chuẩn. Này là máy tăm nước của con mẹ ơi. Mẹ con dâu, giờ con xài loại này nữa hả? Nhìn mà tức mẹ gỡ ra luôn. Cái mũi tên chỉ lên nè, con gắn vô hai bên, gỡ băng keo ra, con canh ngang với tầm tay con dán vô, nhấn mạnh vô. Con để yên nó 12 tiếng nó mới chắc. Trong cái bộ này nè, nó có số chữ mặt cười. Con thích cái mẫu nào con dán lên cái ly đó để làm ký hiệu cho con. Con xoay ngược cái ly úp cho nó ráo nước. Con gắn bằng chải phía dưới luôn. Con xoắn cái cây kem xuống. Khi đánh răng con ấn vô cái bộ nhã kem này. Đồ cạo rau, lược con để lên đây. Sữa rửa mặt, tẩy trang, bông tẩy trang con bỏ vô đây. Tất cả con để lên đây, gọn mà sang nữa. Phải cho nó 9 nút rưỡi. Con biết cái bộ nhã kem này chưa? Gen Z làm dâu sáng tạo cỡ nào? Nó thông minh dữ, lấy bình nước nó cắt ra, nó làm rác lại luôn. Được, nó ăn hết cái hũ sa tế rồi, nó rửa sạch sẽ, rồi nó làm cái hũ đựng kem đánh răng, quá tiết kiệm luôn. Rồi sen nhà hư, nó tự chế không cần chồng nó luôn. Nó tự chế cái cây treo đồ trên cao, quá hợp lý. Không còn cách nào tiết kiệm, dạy cho mẹ nha. Con dâu, tới công chuyện với mẹ. Thời gì rồi mà nhét cây chùi bằng cầu vô đây? Cái đầu chổi chùi bằng cầu bằng silicone con gắn vào. Gắn tiếp tay cầm. Con đẩy miếng dán vô. Con lột băng keo ra. Con canh cho ngay con dán vô. Sau đó con rút ra. Con miếng đẩy miếng không khí ra hết. Bước này là quan trọng nha con. Sau 12 tiếng con gắn vô. Con để cây chổi vào. Đây nó tẩy con để lên đây. Bộ này là nó có cái rãnh thoát nước. Còn ngăn này là con để bịch túi rác. À, trong cái bộ đựng dụng cụ toilet này mẹ quên review cái chổi. Mấy cái gai này nè bằng silicone. Khi chà rửa thì nó dễ lấy tóc ra hơn. Cái thằng silicone này nè thì dễ tóc nhanh hơn. Còn cái thằng này nè rất là cực. Lâu ngày nó lông tóc không. Gọn mà sang, mẹ cho nó 9 nút. Bữa giờ mẹ làm cái bộ này mấy clip rồi ta.
trình toilet của mẹ ơi, nó hoàn hảo quá. Ủa con dâu, sao để ra kiểu này? Tự dán đi. Lột keo, con canh thẳng dán vô tường. Ấn một cái mở ra, lấy cây này ra. Để cuộn giấy vô, đặt vô. Con có cái rãnh này nè, con kéo giấy nó xuống. Rồi mấy cái lặt vặt linh tinh con để vô đây. Cái dao ra nè rớt. Đậy lại, ấn một cái. Chỗ này nè, rồi con để điện thoại lên cho nó gọn. Vừa ẻ vừa coi á, thì con nhát mẹ vô đây. Xong, con chấm khách sạn của mẹ mấy sao. Nhà con có giấy cuộn á, thì con cắt cái cây này lên. Rồi con để cái giấy vuông này vô. Con dâu, đi theo mẹ. Dạ. Bột đi con. Gì vậy ta? 550 chia 2 bằng mấy? 225. Bữa liếc mi nó tính. Đúng, ok. Trả lời chuẩn, hôm nay mẹ dán cho con luôn. Đẩy miếng dán lên, lọc băng keo ra. Giờ con muốn dán chỗ nào? Chỗ này ngang. Canh cho thẳng dán vô. Rút ra, miếng đẩy không khí ra. Không đóng cửa ngang. 5 tiếng sau mẹ quay lại á. Alo, có ai ở nhà không? Giờ chính thức dán vô. Ui, tệ quầy, để mẹ. Cắn bằng chải vào. Nhét cái bánh răng vô, sắp hết rồi. Tự mua nha. Tỏi này có 1 cốc và dùng chung nha. Rau cụ rau để tùm lum nè. Để vô đây. Hộp vỉ lam để đây. Đây này để đây. Thấy chưa? Gọn là sang liền. Giờ mẹ tới nhà ai đó ta? Dâu, hôm nay mẹ sẽ đột nhập vô nhà bạn thân của mẹ. Cái gì vậy Hương? Mẹ chọc tay vô. Tao đố mày, trong lớp học có 11 bóng đèn, tắt 4 bấm còn mấy bấm? 11 đúng không? Đúng. Nhỏ bạn tao giỏi ghê ta. Giờ tao dán vô phòng tắm mày 2 cốc luôn nha. Đi vô liền. Chắc con để bằng chải trong cốc như vậy chứ gì. Dán đâu không? Nhích lên trên tí phải không? Con đẩy miếng dán vào. Lột băng keo. Con canh thẳng con dán vô. Con đẩy ra. Con miết cho cái bọt khí đi ra. Cái này là quan trọng nhất nha con. Rảnh quá à, ngồi bà 8-12 tiếng luôn. Gắn vô. Bằng chải con gắn vô đây. Cốc nước của hai vợ chồng bỏ vô đây. Kem đánh răng con gắn vô đây. Ấn vô lấy kem. Rồi cạo râu để vô đây. Con nhỏ này điệu ghê chưa. Sữa rửa mặt, tẩy trang, xịt tóc gì á con để lên đây hết. Tẩy trang mày bỏ vô đây nha Hồng. Mày Hồng, hai cái ly này đem ra ngoài uống nước. Xong rồi nghe Hồng, chịu không? Con chấm cho tấm lòng mẹ mấy đốc. Ê, mẹ Hương kìa. Ăn không con? Mẹ ơi, cũng muốn chơi trò chơi. Bóc đi con. Cô mẹ đang sống làm việc kiều, đố con. Nước nào tập trung về đây nhiều nhất? Đáp án là xém thua rồi nha. Khó vậy á, nhờ con sống ở Củ Chi á con mới biết á, nên mẹ sẽ dán cho con. Chắc mẹ đi toilet coi. Dán đâu con? Dạ mẹ, dán cho mẹ. Cái này là kệ góc, con phải dán 2 miếng. Đẩy vào lồng keo. Ngón tay con bỡ ở dưới. Rồi con định vô tường. Con rút ra, con miết cho bọt khí nó ra. Miết cho thật chặt. Phút này mà con không miết á, nước nó vô nó sẽ bong ra ngang. Củ ké nó 12 tiếng rồi. Rồi, gắn vô. Rồi con gom mấy cái dầu gội sữa tắm lên cho gọn nha. Khi mà con tắm á, nước nó sẽ văng vô. Mà con đừng có lo, ở dưới đây nó có mấy cái lỗ nó sẽ thoát nước hết. Đó, thấy chưa, nó sang liền. Ý, trời ơi, cái này để đây hả? Rồi, để đây hợp lý. Lần sau mẹ sẽ đặt những câu hỏi khó hơn nữa mới được. Đăng ký kênh và chờ xem clip mới của mẹ nha.